cho tôi biết bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với vườn dâu tại huyện Vô Minh, xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Ở đây cũng là một cái điểm du lịch vào dịp mùa hè dành cho tất cả các bạn để đến vui chơi, tham quan, nghỉ mát tại khu vườn dâu. Ở đây rất rất là rộng, trái rất là nhiều. Nghe nói tôi cũng chưa biết nữa. Mời quý vị theo chương trình của mình tới vườn dâu tại huyện Vô Minh nha quý vị. Đây là tổng quan cái khu vực phía trước, chúng ta chưa có đi vào trong nha. Và đây, trước khi ta vào với vườn dâu thì chúng ta đã thấy cái buồng chuối già, nó nặng đến nỗi mà chúng ta không thể để cho nó tự nhiên mà phải lấy cây chổi lên. Quý vị thấy ba bốn cây chè, mới có thể chổi lên được cái buồng như thế này. Cái chuối to lắm, to chị thấy không, to lắm. Đây là cái chuối vàng quý vị. Để chuối thế này cho nó, quý vị thấy nè, quá trời to luôn. Quá bự, Ở đây là phía bên ngoài, chúng ta chuẩn bị bước vào phía bên trong khu vườn. Khung cảnh rất là đẹp đúng không quý vị? Đây là hướng đi vào. Ở đây đi ra vườn dâu đi đường này không chú? Nha. Tre đó là cái loại tre mà người ta dùng để lấy măng nấu canh đó. Đây là quả dứa. Đây cái mùi dứa nhìn dễ thương, thấy thì mình cũng view lại cho quý vị xem luôn. Đây là cái dứa nó mới lớn. Đây, đây nè, đây là cái vườn dâu, đây là cây dâu nha, trái rất là nhiều. Mặc dù trái cái thời điểm này thì nó chưa có lớn, cũng chưa có nhiều lắm. Quý vị thấy không, trái rất là to. Đại ra nhiều lắm. Ồ, quá trời vui vậy ta. Dâu nhậu với dâu luôn hả? Hey, hello bạn. Trễ quá rồi. Hello bạn. Ở kén. Yeah. Hello. Chú đi. Chào đi. Chào chú đi. Hạ đi con. Hạ chú đi. Được. Nãy giờ học lớp 2 rồi đó mà chưa. Chưa nói chuyện được. Rảnh rỗi thì gia đình cũng có thể tới đây để chúng ta cùng nghỉ mát, ăn uống và tham quan. Nói chung là rất là mát, giờ khu vườn rất là mát. Rồi nhậu cũng vui vậy. Nói chơi thôi nghe quý vị. Và có thể nhậu thì chúng ta cũng có thể nhậu được luôn. Nhưng mà trong này không có gì để nhậu rồi. Nhậu với nhau thì chắc là bao tử chúng ta cũng khó chịu lắm ạ. Như vậy thấy cái trái không? Quá là nhiều trái luôn, quá nhiều luôn. Nhưng mà cái thời điểm này á, là nó chỉ mới có bắt đầu thôi, nó chưa có được nhiều. Rồi sau khoảng chừng hơn tuần hoặc là 10 ngày nữa thì lúc đó trái nó sẽ to hơn, nhiều hơn nữa. Ở đây là chỉ có một cây mà trái nó nhiều đến vậy. Dâu này cũng ngọt chứ không có chua lắm nghe quý vị. Mình cũng ăn thử rồi cũng ngọt. Đây là phía trên đọt, trên đọt trái rất là nhiều. Phía dưới thì chắc
cũng hái bớt rồi cho nên là nó không có bằng ở trên là trái nhiều lắm. Nói về cái xứ sở ở U Minh thì chắc quý vị cũng biết nhiều sự tích của bác Ba Phi ở U Minh Hạ của tỉnh Cà Mau. Thì đến đây thì không có, không phải chỉ có riêng cái những cái vườn dâu như vậy đâu, nó còn có những cái vườn trái cây khác, hoặc là vườn quýt, hoặc là vườn cam, hoặc là có những cái khu sinh thái rất là vui, dân dã. Và nếu mà ai có thời gian nhiều đó, chúng ta có thể xem chỗ mà người ta bắt cá, bắt cá lóc, bắt cá đồng rồi đó, bắt hoặc là đi bắt chuột đồng, dặm chuột đồ vui lắm. Nhưng mà cái clip này thì mình chỉ nói là đại khái vậy thôi. Nếu mà lần sau, lúc sau mình sẽ đến những cái nơi mà người ta bắt cá là dặm chuột rồi đó, mình sẽ review lại cho quý vị các bạn xem. Đây là cây dâu vàng hay cái gì? Cây này ngọt, cây dâu trái vàng. Cây này chín nè, được trái mềm á. Cây dâu trái màu vàng này thì nó không có được nhiều trái giống như là cây dâu xanh. Nó đẹp vậy thôi chứ nó cũng chua lắm. Có dâu xanh thì nó ngọt. Cái này là trái nó chưa có lớn như cái gì, trái còn nhỏ lắm. Cái thời điểm nó lớn là trái nó rất là to và nhiều lắm. Nó to lên thì cái chùm của nó sẽ nhiều ra hơn bây giờ chúng ta thấy. Bây giờ là chúng ta mới, cái này nó còn nhỏ, nó chưa có đủ tuổi. Nó tầm khoảng 10 ngày, mười mấy ngày nữa thì nó sẽ to lên. Giống như cái khu vực mà cái vườn dâu này á, thì trời á, thì rất là nắng, nhưng mà khi mà chúng ta vào tới vườn dâu rồi thì nó mát lắm quý vị. Ngay cả trên đường đi của mình cũng vậy, cây cối thì hai bên nó cũng không có làm mình oi bức lắm. Con cảnh thế đây thì nó, nói chung là quý vị cần tới là quý vị sẽ thấy nó rất là đẹp. Nhưng mà chúng ta hiện thì ở trong vườn cũng không có ra được phía ngoài để quay, mà phía ngoài thì đẹp lắm. Cái gì ngọt không? Ngọt đất đai thì nhiều lắm, ngọt lắm. Nè, chị làm thử ăn được chứ không nên đổi. Cái cây khô đằng kia á, cái cây mà cái trái bự là được hả? Có hai ba cây ngọt hả? Cái này cái bự tốt trên nhất luôn. Mấy chị trong kia thì đang say mê đang ngắm những cái dâu, đang có tình trạng là hình như hái dâu bây giờ. Thường là vào những cái vườn dâu như vậy á thì chúng ta tốt nhất đừng nên hái, tại vì cái những cái thân cây mà cái nó nhiều để cho chúng ta tham quan thôi. Còn nếu mà dâu mà chúng ta bẻ để ăn thì chúng ta bẻ một vài trái ăn. Còn trước khi vào vườn dâu thì người ta đã đưa cho mình một chùm cũng lớn thì chúng ta vào đây để tham quan và chụp hình được. Chứ còn nếu mà chúng ta bẻ từ trên thân cây đó thì những cái dâu nó bị ít trái lại, nó sẽ không có đẹp. Bên đây nè, bên đây nè, mấy anh đây nè. Đó. Cái chùm kế luôn.
Ừ đó. Ăn cái chữ đáy cũng nguồn hết. À, anh chàng này cũng em tưởng mấy trái bự bự thôi. Chịu phá thấy quá không quý vị ha. Cái cây của người. Bây giờ em mới nhà này vô làm nó là bảo gì? Là đã bảo là không ăn không được hái nhưng mà anh ta nãy thấy mấy người bên kia ngồi nhậu rất tò mò. Anh nãy anh nhậu bả nó vậy? Dạ. Nãy thấy ngồi nhậu mà nhậu với dâu thấy muốn chết dữ rồi. Mình thì cũng vui. Là chúng ta tốt nhất thì cũng mình hái không có đẹp cho cái cây là chúng ta đã hái, tại vì thực sự là trái cũng nhỏ lắm, trái ở đây nó nhỏ thì nó sẽ không có ngọt, nó sẽ chua, mà thấy thì mình thích mình hái chứ, vui vậy thôi chứ không có ngon, vui dữ lắm. Và bây giờ đến đây cũng sắp kết thúc, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và quý vị chúng ta đừng quên nhấn like và subscribe để đăng ký ủng hộ kênh của mình để mình có những cái video khác, video nói về những cái miền quê ở tại xứ sở Cà Mau. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.